Ngọc Thơ, Thời báo chấm D, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. VinFast vẫn tiếp tục lỗ khủng trong quý 1 2023. VOA tiếng Việt ngày 16 tháng 6 dẫn tin từ Reuters cho biết nhà sản xuất xe hơi điện EV của Việt Nam VinFast vừa báo cáo doanh thu quý đầu tiên giảm 49% với khoản lỗ ròng lên tới 598 triệu USD trong kỳ báo cáo đầy đủ đầu tiên kể từ khi bắt đầu xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Hình ảnh bản tin trên VOA. Khoản lỗ ròng quý 1 năm 2023 này cao hơn so với khoản lỗ 411 triệu đô la trong cùng kỳ năm ngoái. Năm 2022, VinFast lỗ 2,1 tỷ USD. Trước đó, một bản tin khác của VOA vào cuối năm 2022 cho biết VinFast đã thông báo về khoản lỗ lũy kế của hãng vào cuối quý 3 năm 2022 là gần 112.000 tỷ đồng, tức gần 4,7 tỷ USD. Tổng tài sản là 4,4 tỷ USD và nợ là 8,8 tỷ USD. Một số chuyên gia nhận xét, khi một công ty bất kỳ có tỷ lệ tài sản trên số nợ và số lỗ như vừa nêu, sức khỏe của công ty đó rất xấu với hiểm họa về tính thanh khoản rất lớn. Theo VOA, tiết lộ về khoản lỗ trong quý 1 năm 2023 được đưa ra trong một hồ sơ gửi cho Cơ quan Quản lý Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ vào tối ngày 15 tháng 6, giữa bối cảnh hãng đặt mục tiêu hoàn tất việc sáp nhập với một công ty chuyên mua lại với mục đích đặc biệt SPAC, Black Spade Acquisition, vào ngày 20 tháng 7 với mức định giá hơn 23 tỷ USD. Được biết, Black Spade Acquisition là hãng được tài trợ bởi công ty Black Spade Capital của ông Lawrence Ho, con trai của vua sòng bài Macau Stanley Ho. Theo Forbes và Reuters cho hay vào tháng trước, theo VOA, công ty ô tô Việt Nam cho rằng lượng doanh thu theo quý bị giảm mất gần 84 triệu USD do giá bán thấp hơn và do họ đang loại bỏ dần việc sản xuất các phương tiện đốt trong để đảm bảo tập trung trở thành nhà sản xuất chỉ chuyên về EV. Việc niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ thông qua sáp nhập với SPAC là cách đi đường vòng, thay vì đi đường chính là nộp hồ sơ IPO lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ để chờ phê duyệt. Các SPAC đã được IPO trước khi sáp nhập, vì vậy công ty sáp nhập với nó cũng được niêm yết theo. Sau giao dịch, các cổ đông hiện hữu của VinFast sẽ sở hữu 99% trong công ty sáp nhập, VinFast có cho biết hôm 12 tháng 5. Hình ảnh thông tin về công ty mà VinFast chuẩn bị sáp nhập. Theo VOA, định giá về VinFast có cơ sở là Black Spade xác định rằng VinFast có thể sánh ngang với nhà sản xuất xe điện Lucid do có sự tương đồng về quy mô doanh thu và thị trường mục tiêu toàn cầu chung với trọng tâm trong thời gian ngắn là doanh số bán hàng tại Hoa Kỳ. Lucid ra mắt đại chúng vào năm 2021 thông qua SPAC. Hồ sơ cho biết giá trị vốn hóa thị trường của hãng là 23 tỷ USD vào thời điểm niêm yết và có giá trị chỉ còn là 13 tỷ đô la vào tối thứ Năm 15 tháng 6, VOA cho hay. Cho dù vẫn đang thua lỗ khủng và đang gặp rất nhiều khó khăn như việc các hãng tin ở Mỹ đã ra một loạt bài tiêu cực về chất lượng xe VinFast và hãng này đang phải triệu hồi xe ở Mỹ vì lỗi phần mềm, thậm chí xe VinFast liên tục bị cháy và gây tai nạn ở khắp nơi, nhưng tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn tự tin nói với các cổ đông của tập đoàn Vingroup rằng VinFast có thể hòa vốn ngay vào cuối năm 2024. Ông Vượng cho hay công ty dự kiến sẽ bán được 50.000 chiếc trong năm nay, tăng gấp 7 lần so với năm 2022, khi họ tăng cường xuất khẩu xe sang Bắc Mỹ và bắt đầu vận chuyển đến châu Âu. Trên thực tế, theo dữ liệu từ Experian Automotive News, VinFast chỉ mới bán được 17 chiếc trong vòng 3 tháng qua. Không rõ sau một thời gian xuất hiện quá nhiều tin xấu, những sự dối trá và chất lượng cùi bắp của VinFast bị phơi bày tại thị trường Mỹ và cả Việt Nam, các cổ đông của Vingroup còn giữ được niềm tin và tình yêu đối với Vin nữa hay không. Nhưng rõ ràng, dù niềm tin của họ có sụp đổ, thì họ cũng đã bị vướng vào với Vin không gỡ ra được, vì cổ phần trong tay họ giờ có bán cũng chẳng ai mua, tài sản của họ phập phù theo số phận của Vin. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo .d với bản tin VinFast vẫn tiếp tục lỗ khủng trong quý 1 năm 2023. Không cho tù nhân lương tâm được chăm sóc y tế, sự vô nhân đạo của đảng. Tin từ AFP tiếng Việt ngày 15 tháng 6 cho biết, nhà hoạt động Trần Bang kháng cáo án sơ thẩm, sức khỏe ngày càng xấu đi. Theo đó, nhà hoạt động Trần Văn Bang, còn được gọi là Trần Bang, đã kháng cáo bản án sơ thẩm trong khi không được chữa trị, khối u trên cơ thể ngày càng to ra. Hình ảnh bản tin trên AFP. AFP cho biết hôm 12 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt ông Bang 8 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội danh tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước trong một phiên tòa chỉ kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. AFP dẫn lời người em của ông Bang cho biết ngày 15 tháng 6 như sau. Anh Bang đã làm đơn kháng cáo và gia đình được luật sư Trần Đình Dũng thông báo rằng tòa án đã chấp nhận đơn kháng cáo này, giờ chỉ còn chờ tòa án xếp lịch xét xử phúc thẩm. Người này cho biết trong lần gặp mặt ngày 2 tháng 6 tại trại giam của Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, tinh thần của anh ruột mình rất vững vàng, tuy nhiên sức khỏe yếu đi. Ngoài mắt, đau và tai ù, ông còn bị đau xương khớp. Đặc biệt, khối u ở vùng bẹn vẫn đang phát triển và gây cho ông nhiều đau đớn, nhưng vẫn không được đi xét nghiệm sinh thiết để có thể biết có nên phẫu thuật cắt bỏ hay không. Tháng 12 năm ngoái, ông được đưa đi khám bệnh ở trạm xá của trại tạm giam Chí Hòa và Bệnh viện 30 tháng 4 của Bộ Công an, và bác sĩ khuyên ông nên mổ sớm khối u này. Theo AFP, ông Bang và gia đình đã làm đơn đề nghị với giám thị trại giam cho ông được đi xét nghiệm sinh thiết, nhưng chưa được chấp thuận và ông cũng chưa được khám lại, người em của ông nói. Ông Bang, 62 tuổi, được nhiều người biết đến với nhiều lần xuống đường tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc trong các vụ xung đột với Việt Nam ở Biển Đông. Ông Bang từng bị an ninh Việt Nam đánh đổ máu đầu trong một lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc vào năm 2015. Ông cũng là thành viên câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, nơi quy tụ nhiều nhân sĩ trí thức cổ súy cho nhân quyền, cải cách chính trị và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đồng thời, ông cũng là thành viên nhóm Vì Môi Trường, một nhóm xã hội dân sự đấu tranh cho những bất công ở Việt Nam. Hình ảnh nhà hoạt động Trần Bang. Ông cũng rất tích cực trợ giúp gia đình, tù nhân lương tâm và những người hoạt động gặp hiểm nguy. AFP cho hay, trong phiên tòa giữa tháng 5 vừa qua, ông bị kết tội sử dụng 3 tài khoản Facebook gồm Trần Bang, Bang Trần và Trần Chos để soạn thảo và đăng tải 39 bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng, nói xấu chính quyền nhân dân, thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, thể hiện thái độ thù ghét, bất mãn đối với chính quyền, đảng, nhà nước và các vị lãnh đạo. Vẫn theo AFP, trong phiên sơ thẩm, ông Bang nói rằng các tài khoản này đã bị hack và ông không sử dụng chúng từ lâu. Tuy nhiên, lập luận của ông không được chấp nhận. Luật sư bào chữa Trần Đình Dũng thì cho rằng trong hồ sơ vụ án có một số tài liệu chứng cứ điện tử còn thiếu, cho nên đề nghị rút lại hồ sơ, khi nào làm cho rõ ràng thì có phán quyết, nhưng đề nghị của luật sư cũng bị bác bỏ. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông, còn nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc cho rằng việc bắt giữ ông vi phạm nhiều điều khoản của các công ước về nhân quyền mà Hà Nội đã phê chuẩn. AFP cho hay, nhà cầm quyền Việt Nam thường xuyên không cho tù nhân lương tâm được chăm sóc sức khỏe, kể cả các bệnh nan y và lây nhiễm, dẫn đến nhiều cái chết tức tưởi trong tù. Có thể kể đến những cái chết oan ức như anh Huỳnh Anh Trí mất năm 2014 do nhiễm HIV trong tù. Thầy giáo Đinh Đăng Định mất do ung thư dạ dày mà không được chăm sóc y tế cũng trong năm 2014. Ông Phan Văn Thu mất năm 2022 do bệnh nặng và không được chăm sóc y tế, và rất nhiều cái chết đau đớn khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin "Không cho tù nhân lương tâm được chăm sóc y tế, sự vô nhân đạo của đảng". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d